Rồi mọi người nhảy qua đây nè. Đó. Ai nhảy qua lấy 1 triệu. Nhảy qua lấy 1 triệu, nhảy qua lấy 1 triệu, nhảy qua lấy 1 triệu. Ồ, trời cái trò chơi không có đơn giản, bữa muốn lấy 1 triệu lấy gì hả? Ừ, hôm nay nhảy cao hả anh Thức? À, hôm nay mình có một cái trò chơi là dành cho Tem nha đại đình. Thì không gà là mình không ngưng chơi trò chơi cũng mấy bữa rồi. Là do lại vì mấy đứa nó lương lẹo nó đang hết kinh phí. Thì ngày hôm nay mình có bây giờ còn tiền lẻ không luôn đại đình thấy không? Đó, trên tay mình là có 1 triệu đồng cho giải thưởng ngày hôm nay. Triệu đồng nhiều. Bây giờ trò chơi bữa hôm nay là chỉ nhảy cao lấy 1 triệu thôi không? Không, cái này á là cái mức là ai đi tới đây nè. Đó, ai đi tới đây đụng cái cây gớt trước á là người đó chiến thắng. Với cái trò chơi là đi ghế. Đây ngắm. Ngày hôm nay mình sẽ chọn ra một người chiến thắng nặng nhận 1 triệu. Đi ghế à? À đi nhanh là thắng á phô. Có nghĩa là mỗi người á là sẽ được hai cái ghế thì ngồi chiền sau á đi là để tới đây nè. Ai mà té xuống là thua. Rồi, à, đi trên, trước. Trên đường đi thì có cũng có chướng ngại vật nữa nha. Ghê. Ai tới đó hả? Đúng rồi, ai tới trước là người chiến thắng. Thì bây giờ mình sẽ chia cặp ra chơi, mình là người không có chơi tại vì mình tổ chức. Rồi, thì cameraman là người đi sau. Vậy cameraman đi với năm báo đi ha. Trời đấu với bà Ly hả? Ừ. Trời trời em đấu với ông Phong sao em đấu lại. Vậy hả? Vậy bây giờ em chọn ai để em đấu? Em chọn với năm báo nè. Chơi khôn không? Chọn vậy hả? Rồi vậy năm báo với Ly Ngô đi đầu luôn. Rồi ok. Ok. Rồi, rồi đó bây giờ là để hai cái ghế ra. Thôi em chọn bên đây. Anh Năm chọn đúng bên rồi. Đây. Mình bên đi. Rồi gỡ hai ghế ra. Dẫu chơi hoài hả? À. Đi thôi mà chứ. Ừ. Rồi chưa? Biết 1, 2, 3 biết đàng hoàng té đó, yêu cầu bỏ dép đi, bỏ dép đi. Ai mà bị té là dở về cái vạch xuất phát và đi tiếp. Bị té mấy lần nói luôn đi. Cho ba té bao nhiêu lần cũng được. Rồi, okay. Yêu cầu té là trở về vạch xuất phát rồi đi lại thôi. Rồi, okay. Rồi Năm báo với Ly Ngô lên ghế chuẩn bị đi. Đứng lên đã. Rồi ngồi xuống đi. Rồi nè. 1 2 2 rưỡi. Hai rưỡi, hai rưỡi à, hai rưỡi à, hai rưỡi à. Nè nè, đếm lại nha. Rồi, phân liệu đếm tiếp, phân liệu ơi. 1, 2, 3, bắt đầu. Hai bảy lông. Anh Năm chân gian kìa. Ừ, đi. Năm báo trở về mặt chưa phát. Cố lên. Ừ. Nó, đi Ngô, cố lên đi Ngô. Ừ, kìa Năm, ừ, Năm báo thắng rồi kìa. Rồi, xong rồi. Chạy là phải xuất phát. Cố lên đi Ngô ơi. Ừ. À, chậm mà chắc. Đúng rồi. Con ngựa. Đó. Ghê chưa? Ghê chưa? Sao mỏi? Mỏi chân quá. Cố lên. chưa biết trong khi té lật đầu ở đây không chừng nữa nè. Dễ vậy. Ừ. Tới đây té là phải đi lại từ đầu. Ơi, chú nhủi đầu vậy trời. Rồi. Mệt quá. Rồi sao cái ngã chứ. Ly Ngô là người chiến thắng. Còn Năm báo thì là ở đâu vậy? Thắng rồi. À, quận hồi nãy á là Năm báo sao Năm báo? Thua cả nhà ơi. À, đi gãy ghế luôn. Còn Ly Ngô sao? Thắng, em thắng. Thắng rồi phải không? Bây giờ quận tiếp theo là giữa Lĩnh 10 lít và Phong Liệu. À, bây giờ Ly Ngô có thể là điểm 1, 2, 3 cho xuất phát nào. Rồi, ok. Rồi. 1, 2, 3. Bắt đầu. Phong Liệu trái về xuất phát. Sống rồi. Cố lên. Rồi, sao? Bên ghế này sao mà chơi? Không biết, sao đi được là được. Rồi, sao? Thôi, thua luôn đi. Sống rồi. Ừ. Cố lên. Cố lên. Dạ. Đây, cảm giác như thế nào vừa lấy 10 lít? Mỗi chân lớn. À. Bây giờ lĩnh 10 lít chơi với Ly Ngô phải không? Em sợ lĩnh. Ok nè, bây giờ quận tiếp theo là quận lĩnh 10 lít với Ly Ngô nha. Rồi. Hai người đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Bắt tay nhau coi. Mau. Bắt tay nhau coi. Hai người. Rồi. Một. Chưa mà, vẫn chán chơi với người vậy luôn. Đừng không má. Rồi nè. Rồi chưa, Phong Liệu điểm, Phong Liệu ơi. Điểm đi. Lui về, Ly Ngô ăn dặn, lui về xem. Ừ. Anh đi.
Rồi đây, chuẩn bị nè. Bảo. Ba. Ba đi. Không hai để coi ai nhanh kia hơn. Cố lên, cố lên. Cố lên. Cố lên. Ừ. Siết lên đi ngon. Ừ, siết lên. Cố lên, ừ. Ừ, cố lên. Cố lên. Ừ, sắp bài, sắp bài, sắp bài, sắp bài. Ừ, cố lên. Linh ngon, Linh ngon, cố lên, Linh ngon. Lạnh lên. Bây giờ quận dễ làm sao mà lại chứ hắn em hả? Không lên mưa đất gớt đất rồi, gớt như đất cái ghế chùa gớt đất rồi. Với mà thằng á cái ghế có lệnh mời lít là chưa tới mít. Ừ đó, rõ ràng là lấy cái cây nhưng mà phải đứng trên. Đúng rồi. Thôi bây giờ á là để cho công bằng thì hai người sẽ thi đấu lại. Trời ơi gì nữa, em thắng á. Rồi đấu lại đi chuyên viên. Rồi nhảy qua đi ngôi. 1, 2, 3 té nè, sắp mặt nè anh Giang. À, để cho mà có một cái sự công bằng á thì đây là lĩnh 10 lít hồi nãy là bị té, còn đây là Liên Ngô anh Giang, lĩnh 10 lít anh Giang á. Vừa tới Liên Lương Lẹo ngày hôm nay là bây giờ hai người sẽ thi đấu lại nha, đụng lấy cái cây đó nhưng mà vẫn còn trên ghế nha. Rồi ok. Ok em là chết nè. Rồi 1, 2, 3 ai đếm, ai đếm. Cố lên, cố lên, lĩnh 10 lít rồi. Ừ. Đâu, đâu, đâu. Liên Ngô coi chừng xuống sông. Ừ. Cố lên, cố lên. Ừ. Đó, cố lên. Ừ. Liên Ngô, cố lên Liên Ngô ơi. Ừ. Gãy ghế, gãy ghế. Ừ. Đó. Cố lên Liên Ngô ơi. Cố lên. Ừ, qua mất luôn, qua mất luôn. Rồi. Làm gì đi ngon? Cầm cái cây lên mà chiến thắng. Thắng rồi nha. Yeah. Thôi sau bao nhiêu lượt chơi thì Liên Ngô cũng chiến thắng nha. Một cô gái đi cà khiêu rất là giỏi. Ai đâu mà đối thủ với em. Vậy hả? Rồi lĩnh 10 lít có sao? Thuyết phục anh nè. Thuyết phục không? Mệt quá. Năm báo làm sao? Chịu phục rồi. Rồi không liệu. Em nói chung là rồi ơi thua rồi thua đó. Thì á là sau những lượt chơi á là Liên Ngô là người chiến thắng. Yeah. Yeah. Phần với phần thưởng là 1 triệu đồng giấy 50.000. Không sao. Đây là tiền này cũng có người tài trợ. Yeah. À, tại vì không ngày không hết người tài trợ rồi, bởi vì bữa nay có người tài trợ mới chơi lại. Chứ mình bây giờ chú cơm giờ không còn tiền nữa. Thôi bây giờ mình sẽ trao phần quà cho Liên Ngô nha. Yeah. À, có cảm ơn nhà tài trợ không? Cảm ơn nhà tài trợ. Thôi mình cũng xin kết thúc clip đây nha. Thì cái trò chơi mà đi cà khiêu á trên đây á thì mình cũng xin kết thúc. Tại hổng gà là cái mương nè, là nước nó hơi bị bẩn, gia đình mình không có chơi dưới mương được. Thì mình sẽ gán tái tạo lại cái mương này càng sớm càng tốt để mình chơi những trò chơi dưới mương. Hoặc là đi ghế qua mương không chừng nữa. Thôi mình xin bye bye. Bye bye cả nhà.